Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Me TV. Bây giờ channel mình bao nhiêu sub rồi ta? Hình như là 100k6. Hồi tưởng lại cái video clip đầu tiên của mình post lên channel là gì ta? Thử thách đi bộ. Chắc một phần mười quãng đường thôi. Đó là cái thử thách mà mình tự nghĩ ra. Nên là cái clip đó của mình là cái clip đầu tiên, cũng là cái clip mà mình dành nhiều tâm sức, và cũng là nhìn là cái clip mà mình thích nhất cho tới bây giờ. Dạo gần đây các bạn ở trên The Queen Club post lại, repost lại cái clip đó. Mình vô tình mình thấy thôi, xong rồi cái mình chỉ nghĩ là lâu quá rồi mình không có làm thử thách đi bộ, đúng không? Hồi đó mình còn nói là thử thách đi bộ là thương hiệu của mình mà. Nên hôm nay mình sẽ làm thử thách đi bộ. Các bạn có biết gì không? Ta-da! Mình đã nhận được nút bạc rồi nè. Nút bạc của YouTube mà mình chưa khui nữa. Còn nguyên siêu, còn nguyên keo luôn. Mình chưa khui. Mình muốn á là cái nút bạc này mình muốn chia sẻ cùng gia đình của mình nữa. Mình muốn đem cái nút bạc này về khoe với ba mẹ của mình. Nhưng mà bị cái là dạo này mình bắt đầu stream cho Nemo TV vào các ngày trong tuần ấy, là từ thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Chỉ có thứ tư với chủ nhật là mình rảnh thôi. Nhưng mà cả thứ tư với chủ nhật á thì mình cũng hay quay clip ở Gaming House nên không có thời gian về nhà. Nên là mình quyết định hôm nay mình sẽ làm content đi bộ từ Gaming House về nhà mình, khoe nút bạc cho ba mẹ nè. Thì mình cũng thấy nó hơi điên đột chút nên là mình cũng chưa chắc nữa, không biết là mình có đi được không. Tại vì Gaming House về nhà mình từ quận 7 về Gò Vấp khoảng từ 18 đến 20 cây số ấy. Cái khu này là cái khu cuối quận 7 rồi, kế Nhà Bè rồi, nên là mình cũng không chắc chắn lắm. Nói chung là đây là một cái thử thách mà mình không hoàn toàn chấm nắm chắc được trong tay là mình có thể đi được hết quãng đường không, nên là để xem sao nhé. Nếu mà không hết được thì nói chung là mình sẽ kiếm cách. Nhưng mà bây giờ mình cứ làm trước đi đã rồi tính sau. Phương châm của mình mà, nói là làm chừng nào cho tới khi mà mình không thể làm được nữa thì thôi. Ok, cái này được rồi. Bây giờ chuẩn bị thôi, mình sẽ bỏ nó vào ba lô. Mình có chuẩn bị dù và cái áo mưa của DJ nữa, cái áo mưa màu cam. Tại vì mùa này là mùa mưa mà mình sợ mưa sẽ không có cái gì che ướt nút bạc, rồi ướt camera nữa. Mình cũng có đem theo điện thoại để phòng trừ khi mà mình đi quá lâu. Chưa bao giờ mà mình đi bộ một cái quãng xa vậy, mình không biết nó mất bao nhiêu giờ, nên là mình sợ là camera sẽ không đủ pin để quay. Mình chắc sẽ tắt mở liên tục. Nhưng mà nếu mà nó hết pin thì mình sẽ lấy điện thoại mình quay tiếp. Tại vì điện thoại mình thì nó hơi kém chất lượng nên mình sẽ ưu tiên camera hơn. Bỏ camera vào túi. Ok, mọi thứ sẵn sàng rồi. Bây giờ thì đi thôi. Hiện tại là 6 giờ 20 rồi. Mình phải đi nhanh hay không thì sẽ nắng lắm. Nếu không mưa thì sẽ nắng. Với lại đông người nữa, kẹt xe, rất là khó quay. Ta ta. Ok, thì điểm xuất phát của mình sẽ là Âu Chanh. Bây giờ mình bắt đầu đi đây nha. Cố lên. Đây là chỗ cách nhà và căn này. 7 giờ. Chỗ này đồng không ông quạnh nè. Hồi đợt tôi làm mà làm cái gì ta, thử thách cái đầu tiên đó, cái trà sữa á, nhìn nó cực ghê ha. Buổi sáng thì nó cực đẹp, bữa nhìn sợ đái quần luôn. 7 giờ 31. Không biết, mình chỉ sợ là quay tới giữa đường thì nó hết pin. Không biết làm sao, nói chung là mình quay được tới đâu hay tới đó. Hết mắt rồi, cầm mãi thì không được nên mình phải dán nó như vậy rồi, người mình như vậy luôn. Giờ chưa được thoát khỏi quận 7 nữa. Cố lên. Nhưng mà tôi thấy là đợt này tôi có kinh nghiệm hơn đợt trước. Có vẻ là đi nhanh hơn cái lần đầu tiên tôi đi rồi đó. Là tình hình khả quan. Cố lên. Đẹp quá. Ta-da.
đẹp quá. Là mình đã đạt được cái thử thách ban đầu, thử thách đầu tiên trên channel mình là qua bển Mua Phúc Long rồi đó. Má ơi, hồi đầu đi gần 2 tiếng tới nơi, giờ đi có chưa được tiếng nữa đã tới rồi. Thôi mình tiến bộ đúng không, mình tiến bộ đúng không? Nên mình nghĩ là mình làm được cái thử thách lần này luôn, dù là nó gấp 3, gấp 4 lần. Hay bây giờ mình quẹo qua mình Mua Phúc Long rồi mình làm, mình đi về ta. Ngay đây rồi. Mình quyết định là đi tiếp. Trời ơi, tôi nói giỡn thôi, nghĩ sao mê TV dễ dàng bỏ cuộc vậy, đúng không? Ok. Rồi đây tôi có tập hát một bài. Các bạn biết bài của Du 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 của Lâm Bình không? Hát thử một đề demo cho mấy bạn nghe. Như Old Sad, Green Man. Hôm nay tôi hát mất cái vụ
rồi đó mình ăn sáng rồi mình đồ cái tâm lực, thì tối qua mình không ngủ, bây giờ mình hơi buồn ngủ, vừa kiệt sức buồn cần qua buổi tư ăn sáng. Follow Nemo TV của mình chưa? Hiện tại Mel và The Win Team sẽ livestream trên Nemo TV và lịch livestream của Mel là thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 11 giờ trưa. Win Mel đều livestream chơi game. Bây giờ các bạn muốn tôi chơi game không? Đi vô chổng vào 11 giờ trưa các ngày cái rồi. Nghe chưa? Nhớ follow channel Win Mel trên Nemo TV có số ID là 5362635. Tên channel là Win Mel. Nhớ Nemo TV, Nemo TV, Nemo TV. Có cái link ở bên dưới, nhớ click vô follow liền cho tôi, liền cho tôi. Nhớ nghe chưa?